tập đoàn của tỷ phú Singapore mua bệnh viện FV giá hơn 381 triệu đô la Mỹ. Thomson Medical Group đã đồng ý mua lại cổ phần kiểm soát tại bệnh viện FV với giá 381,4 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn này sẽ trả trước khoảng 359,6 triệu đô la Mỹ. FV là bệnh viện quốc tế với 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Theo Bloomberg, Thomson Medical Group Ltd, một tập đoàn chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Singapore của tỷ phú Peter Lim, đã đồng ý mua lại bệnh viện FV với giá 381,4 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 9.000 tỷ đồng. Công ty này sẽ trả trước khoảng 359,6 triệu đô la Mỹ và trả thêm 21,8 triệu đô la Mỹ nếu bệnh viện FV đáp ứng một vài tiêu chí về thành tích. Nguồn vốn để Thomson Medical Group thực hiện thương vụ này được lấy từ nguồn lực của công ty và vay nợ. Thomson Medical cho biết giao dịch mua lại này đánh dấu thương vụ lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam và trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Kiat Lim, phó chủ tịch điều hành của Thomson Medical, cho biết bệnh viện FV giúp cho tập đoàn có vị thế chiến lược tại Việt Nam và là cửa ngõ để doanh nghiệp tập trung vào các khoản đầu tư trong tương lai tại thị trường đang phát triển này. Thomson Medical Group được thành lập vào năm 1979 và là một trong những công ty tư nhân lớn nhất trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chăm sóc cho phụ nữ và trẻ em ở Singapore. Cổ phiếu của công ty này đã giảm 22% từ đầu năm và vốn hóa thị trường đang ở mức 1,2 tỷ đô la Mỹ. Hồi năm 2022, Bloomberg từng đưa tin Guardia Capital, một công ty cổ phần tư nhân tập trung vào chăm sóc sức khỏe, đang xem xét việc bán cổ phần của mình tại bệnh viện FV. Trước đó, Guardia đã mua cổ phần của bệnh viện FV với số tiền không được tiết lộ vào năm 2017. Các nhà đầu tư khác bao gồm các quỹ được quản lý bởi Neuberger Berman Private Equity và GEG, tổ chức tài chính phát triển của Đức thuộc tập đoàn KfW Group. Bệnh viện FV được thành lập bởi Guillon và một nhóm bác sĩ người Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2003. Hiện bệnh viện này có quy mô 230 giường, 36 chuyên khoa với khả năng tiếp nhận 1.500 lượt bệnh nhân ngày. Ngoài bệnh viện tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, FV còn có một phòng khám đa khoa tại quận 1. Các cơ sở y tế của bệnh viện cũng điều trị bệnh nhân từ các nước láng giềng như Campuchia, Lào và Myanmar.